Cô bác nhá, nay thì em lại đi thăm đỗ đây, đi thăm một loạt đỗ xem là có đàn ông nào vào chưa nhá các bác nhá. Hiện tại thì cái này là chưa có ông vào này, cái thứ nhất nha các bác nhá. Đi xuống cái thứ hai xem nó thế nào, không biết nào có thêm được đàn nào về không. Để xuống đây thì xuống luôn cái này. Xa xa này không thấy gì cả. Rồi, địa thông rồi. Ui, kiến nó lấp kín hết cả lỗ rồi các bạn. Chết tiệt thật. Không khỏi đi. Chắn nó kiến chùi ở đây các bạn, lấp hết miệng lỗ. Các bác phải thỉnh thoảng đi thăm đỏ đâu các bác nhá, không là kiến nó như thế này nè, ong cũng không vào đâu. Không thấy có kiến đâu, một con gì nữa nó lấp miệng lỗ như thế. Em sẽ đi thăm tiếp các cái khác nhé, rất có thể là chưa có ong về nhé các bác nhé. Một loạt đỏ ở đấy, nhưng mà cứ đi xem nó thế nào. Nếu không đi xem mà kiến nó bịt hết miệng lỗ thì lại ong nó không vào được, ong sói nó không vào được thì cũng phải đi kiểm tra thôi. Thì chỗ em này nó vẫn ấm lắm, nó phải có một đợt lạnh thì ong nó mới di chuyển. Năm nay lạnh muộn nha các bác nhá, nên ong nó sẽ di chuyển muộn. Các bác cứ đặt đỏ nhiều vào, không sợ đâu. Trước em đặt ở gốc cây này, nhưng mà di chuyển xuống cái cột cao thế các bạn. Cột cao thế thì ong nó soi nhiều hơn. Cột cao thế. Ui dồi, cứ bằng nào du nghiêng hết vậy. Các băng nào người chỉnh dù như ngã hết chỉnh lại ấy. Cái này là có băng nào người chỉnh các bác nhá, dù nghiêng hết rồi kệ nó, cứ đặt đây rồi. Thì cái này cũng gần nhà ngay đây, cách có mấy mét thôi, chục mét. Mình đi tiếp xuống cái khác nhá. Cái này là cái xa nhất đây, xuống xem thử cái gốc cây. Có hai đỏ một đỏ về rồi, em nghĩ là vẫn chưa có ông di chuyển đâu. Mà đi xem thì cứ vẫn phải đi xem, kiểm tra xem nó có bị kiến vào không. Tới này lạnh thì mới có ông vậy. Sợ người ta bị thì người ta lấy ông đi rồi. Không thấy ong đi lại nữa các bác ạ. Này có kiến là ong nó bỏ. Chết dở. Kiến rất là nhiều các bác ạ. Biết là thế nào. Cái kia bên dưới vẫn chưa thấy gì các bác ạ. Tụi này nó cũng chát đen hết nhưng mà thấy nhiều kiến đỏ lắm. Kiến đỏ này rất nguy hiểm các bác ạ. Sợ là nó tiêu ong rồi. Không thấy có con nào luôn hay là nhớ tháo rồi ra kiểm tra xem nhé. Nguy cơ này bị người ta lấy lắm, không thấy một con ong nào bay đi luôn ấy. Kiến thì im lắm, ở đây vẫn còn các bạn. Bây giờ em vừa dọn vệ sinh ở trong thùng rồi, nghĩ là nó rất bẩn luôn á. Đàn này nó cũng làm được rất là to rồi, rất là đẹp. Ừ.
Bên dưới nó có nhiều sâu ánh tổ, bên dưới đáy thùng nó có sâu nhỏ, nó chưa bò nên nó cắn sáp. Không biết là có nên sáp chưa. Mà ông thì hôm nay trời cũng không đến nỗi lạnh lắm mà nó không đi làm. Hay là nó có dấu hiệu bỏ không biết được. Nhưng mà sáp thì làm rất là to. Cái nó dọn vệ sinh hết rồi nha các bác. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại nhé. Bộ này làm rất đẹp đấy các bạn. Cái dưới này thì hình như là cũng chưa có ong vài về đâu các bạn. Nếu có thì nó cũng bay ra mà cũng không biết được. Có đàn nó chưa đi đâu các bạn. Giờ này đây như đàn này im thít à, cũng không biết được. Nhưng mà hình như là chưa có ong về. Ở cái gốc cây em đặt hai cái. Còn em đi xem mấy cái nữa. Vì là mùa này nó chưa lạnh nhé. Dạo này ấm suốt các bạn. Nhưng mà chắc cũng chưa có ong di chuyển đâu. Mình đi xem, cứ phải đi xem một lượt. Cái cây ở dưới này thì cũng rất là đẹp. Vị trí rất là đẹp ấy. Không biết là có ong về chưa. Rất thoáng luôn. Chưa thấy gì các bạn. Móm luôn. Đây các bạn. Thử gõ cửa ra. Chưa thấy gì nha các bạn nhé. Chắc phải lâu em mới lại đi xa thăm rõ khu vực này. Sau đợt lạnh nào đấy thì nó mới có ong. Nhưng mà không đi kiểm tra thì có những cái chỗ nó... Ui dồi, nó lại có kiến vào thì ong về thì nó cũng không vào được. Nó lại thấy cơ. Cái chỗ này bị ai kéo ra. Bay hết cả ấy rồi. Bay hết cả cây xuống. Chắc là bò các bạn. Chưa thấy ông về đâu. Mà kiến thì nhiều. Trên đời toàn kiến thôi các bạn. Không mang khò thì cũng chịu, không làm gì được nó. Toàn kiến là kiến. Đây, đàn là ông bên này. Ông về và bay rất là ổn định nha các bạn nhé. Các em không sang xem tổ đây nữa. Thấy ông bay đi lại. Nhưng mà hôm nay trời thời tiết kiểu gì ông đi lại ít lắm các bạn. Lác đác. Nó cảm nhận thời tiết như thế nào không được biết được. Như vậy là đi thăm những cái đó mới thì cũng chưa có ông về rồi nha các bạn nhé. Nên trời lạnh nữa các bạn. Mà khò đi để khò kiến đó. Cái này kiến vào nó chiếm lĩnh hết cả đó rồi. Một video của em xin được tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bác những video sau nhé. Đi thăm đó mà không được ong này cũng chán lắm.